Kính chào quý vị, sau đây mời quý vị đón nghe bản tin kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm 2021 của Cục Thống kê thành phố Hải Phòng. Sản xuất công nghiệp thành phố tháng 7 năm 2021 giữ được đà tăng trưởng tốt nhờ sự đóng góp của một số ngành công nghiệp quan trọng như sản xuất điện tử, ô tô, phân bón, hàng may mặc, tiếp tục duy trì sản xuất và việc làm ổn định, đẩy mạnh tiêu thụ, gia tăng đơn hàng và đạt mức tăng trưởng cao sau cùng kỳ. Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp có sản lượng sản xuất tháng 7 năm 2021 giảm sút so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá nguyên vật liệu tăng cao, ảnh hưởng đến chỉ số chung toàn ngành như ngành sản xuất thiết bị truyền thông, ngành sản xuất và phân phối điện, sản xuất bia, sản xuất cao su, sản xuất thức ăn gia súc. Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp thành phố tháng 7 năm 2021 dự kiến tăng 7,87% so với tháng trước và tăng 22,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,35% so với cùng kỳ. Ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 15,16%. Hai ngành có chỉ số sản xuất giảm là ngành khai khoáng giảm 42,54%, sản xuất và phân phối điện giảm 11,38%. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,86% so với cùng kỳ năm trước một. Trong đó ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 23,65%, đóng góp 21,69% vào mức tăng chung. Ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,92%, đóng góp 0,07%. Hai ngành có chỉ số giảm là ngành khai khoáng giảm 17,05% và ngành sản xuất và phân phối điện giảm 12,1%, tác động làm giảm 0,04 và 0,86% vào mức tăng chung. Sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Sản xuất nông nghiệp trong tháng 7 năm 2021 tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, bảo đảm gieo trồng và thu hoạch trong khung thời vụ tốt nhất. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được tập trung triển khai thực hiện nhằm chủ động phòng ngừa và đảm bảo kế hoạch sản xuất đã đề ra. Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa đã thực hiện trên toàn thành phố ước đạt 20.150,8 ha, bằng 57,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích cây lúa ước đạt 16.683 ha, bằng 56,39%, diện tích cây ngô ước đạt 42,0 ha, bằng 16,02%, nhóm rau các loại ước đạt 1.785,6 ha, bằng 45,06% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính tháng 7 năm 2021, số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố hiện có như sau: tổng đàn trâu ước đạt 3.900 con, giảm 14,44% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 9.270 con, giảm 8,13%; tổng đàn lợn hiện có ước đạt 135.430 con, tăng 13,25% so với cùng kỳ năm trước. Giá lợn giống tại thời điểm tháng 7 năm 2021 vẫn ở mức cao, dao động quanh mức giá 233.330 đồng trên kg. Giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng với mức tăng trung bình khoảng 250 đồng trên kg. Chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tiếp tục có xu hướng giảm. Tổng đàn gia cầm ước đạt 8.828.800 con, giảm 4,19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đàn gà ước đạt 6.668.400 con, giảm 4,44%. Các hộ chăn nuôi gia cầm hiện nay đang giảm tái đàn nhằm tránh tình trạng dư thừa sản phẩm xuất chuồng khi gia cầm tới thời điểm xuất bán. Tình hình dịch bệnh tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2021, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 8 hộ trên 2 xã thuộc huyện Cát Hải, số lợn tiêu hủy 129 con, trong đó 21 con nái, 1 con đực giống và 107 con lợn thịt, trọng lượng tiêu hủy 11.895 kg. Trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, thành phố đã chỉ đạo các địa phương và đơn vị có liên quan đẩy mạnh tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh tới tận các hộ, cơ sở chăn nuôi, đặc biệt tại các cơ sở hộ kinh doanh giết mổ, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn nhằm phát hiện sớm, báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, nghi mắc bệnh về chi cục chăn nuôi và thú y để có các biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch lây lan trên địa bàn. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 7 năm 2021 ước đạt 15.957,0 tấn, tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 111.138,6 tấn, tăng 2,83% so với cùng kỳ năm trước.
Thương mại, dịch vụ. Tháng 7 năm 2021, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh suy giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là đối với các ngành dịch vụ. Ngành thương mại bán lẻ là trụ đỡ trong tốc độ tăng chung của tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ. Ngành này tiếp tục đạt mức tăng trưởng tốt. Ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống có doanh thu ước giảm mạnh so với cùng kỳ, dịch vụ lữ hành không phát sinh doanh thu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 7 tháng năm 2021 đạt 86.956,6 tỷ đồng, tăng 9,17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 71.928,3 tỷ đồng, tăng 10,89% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành bán lẻ lương thực, thực phẩm tăng 10,79%, hàng may mặc tăng 14,24%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10,15%, vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 13,4%, gỗ và vật liệu xây dựng tăng 9,89%, ô tô con dưới 9 chỗ ngồi tăng 8,86%. Đối với ngành dịch vụ, doanh thu dịch vụ lưu trú 7 tháng trên 2021 ước đạt 721,2 tỷ đồng, giảm 22,04% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống 7 tháng trên 2021 ước đạt 9.389,9 tỷ đồng, tăng 2,71% so với cùng kỳ. Dịch vụ du lịch lữ hành do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không phát sinh doanh thu. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp hoạt động này không phát sinh doanh thu. Hiện tại, thành phố đang triển khai nhiều kế hoạch nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn ngành du lịch do đang phải đối mặt bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ước 7 tháng đầu năm 2021, doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 46,4 tỷ đồng, giảm 47,07% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ khác 7 tháng trên 2021, doanh thu dịch vụ khác ước đạt 4.870,8 tỷ đồng, tăng 5,09% so với cùng kỳ năm 2020, hoạt động lưu trú và lữ hành. Hoạt động du lịch bị thiệt hại nhiều nhất trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hiện vẫn đang được kiểm soát tốt. Tổng lượt khách 7 tháng đầu năm 2021 do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 2.650.500 lượt, giảm 40,36% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó khách quốc tế ước đạt 36.600 lượt, giảm 84,16% so với cùng kỳ. Đối với hoạt động lữ hành, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 7 tháng đầu năm 2021, lượt khách du lịch do các cơ sở lữ hành trên địa bàn thành phố phục vụ ước đạt 25.700 lượt, giảm 41,37% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động lưu trú, lữ hành dự báo sẽ còn khó khăn trong những tháng tiếp theo do dịch bệnh COVID-19 hiện đang diễn biến hết sức phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên cạnh yếu tố tâm lý, chi phí cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu của người dân. Ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước 7 tháng năm 2021 đạt 53.163,76 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước, bằng 68,9% dự toán trung ương giao, bằng 59,4% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Trong đó, thu nội địa ước đạt 18.831,95 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước, bằng 71,6% dự toán trung ương, bằng 53,8% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 33.345,08 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước, bằng 67,4% dự toán trung ương, bằng 62,9% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố. Ước tính 7 tháng đầu năm 2021, trong số thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 905,91 tỷ đồng, bằng 88,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 649,58 tỷ đồng, bằng 115,8%. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.663,63 tỷ đồng, bằng 122,3%.
thu từ khu vực kinh tế ngoại quốc doanh đạt 5.495,69 tỷ đồng, bằng 171,6%. Tổng chi ngân sách địa phương ước 7 tháng 2021 đạt 13.040,40 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển trong chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 5.507,78 tỷ đồng, chi thường xuyên ước đạt 6.277,98 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước. 7 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng sâu rộng đến đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố. Nguồn vốn ngân sách nhà nước đóng vai trò rất quan trọng, tạo nền tảng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư xã hội và là động lực lớn để thúc đẩy phục hồi kinh tế. Nguồn vốn đầu tư công chi cho đầu tư phát triển luôn được ưu tiên và tăng dần trong các năm. Tính đến ngày 14 tháng 7 năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hải Phòng đạt 36,43% so với kế hoạch năm. Ước 7 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt trên 5.166 tỷ đồng, tăng 17,83% so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 7 tháng trên 2021 ước tăng ở cả 3 cấp ngân sách. Cấp thành phố dự tính 7 tháng thực hiện đạt 3.626 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 2,8%. Một số dự án trọng điểm được thành phố điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn như dự án xây dựng cầu Dinh. Dự án xây dựng cầu Quang Thanh được bổ sung nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu nên sau hơn 13 tháng thi công, hai dự án này đã được đưa vào sử dụng, đảm bảo kết nối kinh tế vùng miền. Dự án xây dựng cầu Rào Một có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố trong hơn 6 tháng qua được đáp ứng kịp thời về nguồn vốn để sớm hoàn thành trong năm nay. Một số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố với giá trị lớn được tiếp tục khởi công xây dựng, như trong tháng 5 năm 2021 khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền với tổng mức đầu tư hơn 1.220 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường 363 với tổng mức đầu tư 600 tỷ. Dự án đầu tư xây dựng trung tâm hành chính chính trị quận Ngô Quyền được khởi công ngày 19 tháng 6 năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 254 tỷ đồng. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước 7 tháng trên 2021 đạt khá cao, ước đạt 1.175 tỷ đồng, tăng 84,73% so với cùng kỳ. Thành phố tiếp tục có những tập trung cho chương trình nông thôn mới kiểu mẫu, dự kiến 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện tiếp 14 xã nông thôn mới kiểu mẫu tiếp theo. Nguồn ODA thực hiện trong tháng 6 và tháng 7 bị giảm nhiều, do dự án thoát nước mưa nước thải và quản lý chất thải giai đoạn 1 đã thực hiện xong, chỉ còn thủ tục thanh quyết toán giữa chủ đầu tư với kho bạc nhà nước. Hiện tại trên thành phố còn dự án có vốn ODA được thực hiện là dự án của công ty CP cấp nước Hải Phòng nên so với cùng kỳ tốc độ nguồn vốn ODA bị giảm nhiều, giảm 61,9% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ số giá tiêu dùng. Chỉ số giá tiêu dùng thành phố Hải Phòng tháng 7 năm 2021 tăng 0,42% so với tháng trước, khu vực thành thị tăng 0,49%, khu vực nông thôn tăng 0,33%. Tăng 1,51% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,53% so với tháng 12 năm trước. CPI bình quân 7 tháng 2021 tăng 0,9% so với cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 06 nhóm có chỉ số giá tăng so với tháng trước, 02 nhóm giảm giá. Riêng nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhóm bưu chính viễn thông và giáo dục giữ giá ổn định. Trong 06 nhóm hàng có chỉ số giá tháng 7 năm 2021 tăng so với tháng trước, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất với 2,47%, làm CPI chung tăng 0,22 điểm phần trăm do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng. Dầu vào ngày 21 tháng 6 năm 2021 và ngày 11 tháng 7 năm 2021, trong đó giá xăng A95 tăng 870 đồng lít so với tháng trước, xăng E5 tăng 850 đồng lít so với tháng trước, giá dầu diesel tăng 420 đồng lít so với tháng trước. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 2,03% so với tháng trước, làm CPI chung tăng 0,32 điểm phần trăm, chủ yếu là do các đợt nắng nóng trong tháng làm chỉ số giá điện,
giá nước sinh hoạt lần lượt tăng 7,89% và tăng 0,62%. Bên cạnh đó, giá ga tăng 7,67% do giá ga trong nước điều chỉnh tăng 30.000 đồng bình 12 kg sau khi giá ga thế giới điều chỉnh tăng 92,5 USD trên tấn. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,35% so với tháng trước do giá các sản phẩm sử dụng nhiều trong dịp hè như tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, quạt điện tăng. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,19% chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng đồ giải khát trong mùa hè tăng cao. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,14% do giá một số thiết bị dụng cụ thể thao tăng. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,02% chủ yếu do nhóm hàng chăm sóc cơ thể tăng 0,6%. Trong 02, nhóm hàng có chỉ số giá giảm. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 7 giảm 0,39% so với tháng trước, làm CPI chung giảm 0,14% do giá lương thực, thực phẩm giảm khi nguồn cung dồi dào. Nhóm đồ may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,09% so với tháng trước, làm CPI chung giảm 0,01% do nhóm hàng quần áo may sẵn giảm 0,2%. Trật tự, an toàn xã hội. Trong 7 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, không một vụ tai nạn giao thông đường thủy. Các vụ tai nạn giao thông làm chết 34 người và bị thương 23 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn tăng 06 vụ, tương ứng tăng 16,67%, số người chết tăng 06 người, tương ứng tăng 21,43%, và số người bị thương tăng 09 người, tương ứng tăng 64,29%. Trong 7 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 50 vụ cháy, tăng 21,95% so với cùng kỳ năm 2020, làm không một người chết, không một người bị thương. Một số vụ cháy thảm thực bì rừng gây thiệt hại ước tính là 12,28 ha. Các vụ cháy khác đang trong quá trình điều tra, xác định giá trị thiệt hại về tài sản. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chú trọng tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm dễ xảy ra cháy nổ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Trên đây là bản tin kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng 7 tháng đầu năm 2021. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong bản tin sau.